Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chính phủ ban hành văn bản số 221 về việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Hội hữu nghị Việt Nam Bulgari tiếp tục nâng cao vai trò trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có các quyết định về cấp giấy đăng ký lưu hành, gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với khoảng 1.100 loại. Sáng ngày 3 tháng 4, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã diễn ra chương trình trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 dành cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Chương trình không chỉ là cơ hội để các em học sinh khám phá và hiểu rõ hơn về các ngành nghề, mà còn là bước đệm quan trọng giúp các em xác định hướng đi trong tương lai. Từ sớm, các em học sinh lớp 9 thuộc trường trung học cơ sở Tây Mỗ, Hà Nội cùng thầy cô giáo đã có mặt tại trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội HNCC để trải nghiệm và khám phá ước mơ của bản thân. Tùy vào sở thích, các em học sinh được chia thành nhiều nhóm học và thực hành như tiếng Anh, tin học ứng dụng, điện công nghiệp, dân dụng, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn. Tại đây, các em đã được tiếp cận với nhiều ngành nghề, gặp gỡ và trò chuyện cùng với những người đang làm việc trong các đơn vị thuộc những ngành nghề này. Bên cạnh đó, các em cũng có cơ hội khám phá và trải nghiệm những điều thú vị mà mỗi công việc mang lại. Dạ, chúng em biết từ hôm thứ hai chào cờ ấy ạ, em đã được hiệu trưởng phổ biến qua về chương trình này rồi. Em được tham gia trải nghiệm môn đồ họa. Các anh chị ở trường HNCC rất là nhiệt tình hỗ trợ em và các bạn thực hành những môn rất là chu đáo ạ. Hôm nay em đến với trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, em được tham gia môn học tiếng Anh ạ. Và sau khi mà em tham gia môn học tiếng Anh, em cảm thấy là em sẽ có những cái dự định sáng suốt trong tương lai. Từ việc tham gia vào các buổi tư vấn sự nghiệp đến việc thực tế hóa những kiến thức đã học thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình đã mang lại cho các em học sinh lớp 9 những hiểu biết đa dạng và thú vị. Qua những chương trình như thế này, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội mong muốn các em học sinh ngày càng có định hướng tốt trong việc chọn nghề, chọn ngành. Nhận thức được năng khiếu bản thân, sở trường, sở thích để lựa chọn cho mình nghề phù hợp trước ngưỡng cửa cuộc đời. Điều này cũng giúp các em có cái nhìn tổng quan và chân thực hơn về những ngành nghề các em hướng đến và chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cho hành trang bước vào tương lai. Việc tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở là chúng tôi đang thực hiện theo chỉ thị số 21 của Ban Bí thư cũng như quy định 52 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thì thường xuyên là tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp tại nhà trường, và mục tiêu của chúng tôi trong cái đợt tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp này là huy động và thu hút được khoảng 2.000 học sinh trung học cơ sở tham gia trải nghiệm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Việc đưa các em đến các trường nghề như thế này, được nghe thuyết trình, được nghe chính các thầy cô giáo ở nơi đây giảng dạy, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, đưa các em đến tất cả các phòng thực hành và trực tiếp giải đáp cho các em những ngành nghề mà các em yêu thích, thì có thể nói là đây là một hoạt động rất là bổ ích và nó hướng tới đúng cái chương trình giáo dục bây giờ. Chương trình trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 4, với sự tham gia của nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội như Trường Trung học cơ sở Trung Văn, Mỹ Đình 1, Nguyễn Quý Đức và Trung học cơ sở Trung Hòa. Hoạt động này là một bước quan trọng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội trong việc hỗ trợ học sinh trung học cơ sở xây dựng mục tiêu nghề nghiệp và lập kế hoạch cho tương lai. Đây cũng là cơ hội giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có các quyết định về cấp giấy đăng ký lưu hành, gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với khoảng 1.100 loại. Theo đó, 881 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành, bao gồm 595 thuốc được gia hạn trong thời gian 5 năm và 285 thuốc sản xuất trong thời gian 3 năm. Các thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại quyết định này được tiếp tục sử dụng số đăng ký đã cấp trước khi gia hạn trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày được cấp số đăng ký gia hạn theo quy định.
Các cơ sở sản xuất phối hợp với cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo đối với thuốc vừa được gia hạn. Cùng đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành danh mục 179 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành, trong đó gồm 177 thuốc có giấy đăng ký trong 5 năm, 2 thuốc còn lại có giấy đăng ký 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã có chỉ đạo về việc tuyển sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm học 2024-2025. Cụ thể, Sở sẽ chính thức dừng tuyển sinh lớp 6 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm 2024-2025. Theo luật giáo dục năm 2019 và các quy định hiện hành, trường chuyên chỉ được thành lập ở cấp Trung học Phổ thông, không có cấp Trung học Cơ sở trong trường chuyên. Cũng từ năm học 2024-2025, trường Trung học Phổ thông chuyên không được tổ chức lớp không chuyên. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố có phương án phù hợp nhằm đảm bảo các quy định hiện hành cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng học tập của học sinh thủ đô. Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề Thăng Long Hà Nội, thủ đô quyến rũ sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 tại Công viên Thống Nhất. Đây cũng sẽ là sự kiện nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Lễ hội là hoạt động thường niên kích cầu du lịch được tổ chức có quy mô, khuyến khích người dân và du khách đi du lịch tới các điểm hấp dẫn của Hà Nội như phố cổ Hà Nội, làng cổ Đường Lâm, vườn quốc gia Ba Vì, làng gốm Bát Tràng, khu du lịch Sóc Sơn, Hồ Quan Sơn, Quốc Oai, Hồ Đồng Mô, Sơn Tây. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 26 tháng 4 với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi hấp dẫn. Sáng ngày 3 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khai mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 với chủ đề Non sông liền một dải. Đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc đua năm nay có sự tham gia của 105 vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 15 đội đua trên toàn quốc và trên 200 vận động viên phong trào của tỉnh Điện Biên tham gia hưởng ứng. Cuộc đua quy tụ hầu hết các tay đua mạnh nhất Việt Nam. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 2.700 km dọc theo chiều dài đất nước và kết thúc về đích vào trưa ngày 30 tháng 4 tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Những địa danh mà đoàn đua tranh giải đi qua đều mang ý nghĩa quan trọng, gợi nhớ về hành trình mà dân tộc ta đã đi qua trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ngay sau lễ khai mạc là chặng đua đầu tiên vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ với cự ly 52,5 km. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 221 về việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, khai thác tối đa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, nhằm phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực, giảm chi phí đầu tư và thuận lợi cho người dân. Đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bao gồm hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Sáng ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 5. Trải qua 32 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam Bulgaria đã phát triển đông đảo các tổ chức thành viên, hội viên ở các địa phương trên cả nước. Hội viên là những người có hiểu biết sâu rộng, nhiều tình cảm đối với đất nước Bulgaria, đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria. Các hoạt động giao lưu hữu nghị tăng cường hiểu biết về văn hóa, kết
kết nối hợp tác giáo dục Việt Nam-Bulgaria được tổ chức thường xuyên đã tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vào việc thực hiện đường lối và nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp sức vào việc củng cố vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Nhân dịp này, Ban chấp hành khóa 5 của Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria đã ra mắt Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Tiến hành chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội đã tối giản thủ tục hành chính. Nhờ chuyển đổi số, tại đây đã không còn in phim chụp, máy đọc phim, vì thế không cần sáng đèn. Một số loại sổ sách chép tay, thậm chí bút viết cũng dần biến mất. Ông Vũ Văn Hùng, quận Long Biên, Hà Nội, khám định kỳ bệnh tiểu đường tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Không cần đến sớm hay xếp số, ông đến bệnh viện theo đúng giờ đã hẹn. Chỉ sau hơn một tiếng, ông đã hoàn tất lịch khám. Mọi cái làm là rất đơn giản, ví dụ như đi chụp phim hoặc là siêu âm thì chúng tôi cũng không phải cầm những giấy tờ từ chỗ đấy về chỗ nơi khám. Được đặt lịch khám, chọn chuyên khoa và giờ khám theo nhu cầu bản thân. Sau khi đến viện, mọi thông tin của người bệnh đã được cập nhật đến cho bác sĩ khám, nên không còn có cảnh phải xếp hàng, lấy số. Điều này đã giúp giảm thời gian chờ đợi. Hàng trăm bệnh nhân đến khám tại đây đều cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi nhờ chuyển đổi số. Ngày xưa ấy, thì là tôi đi chụp chiếu thì vẫn phải cầm phim về chờ để lấy phim. Nhưng mà bây giờ là người ta gửi luôn kết quả. Từ một năm nay, chiếc đèn đọc phim X-quang, cộng hưởng từ, chụp cắt lớp ở các khoa phòng của bệnh viện này trở nên thừa thãi. Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh fax trên máy tính sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ khi đọc phim. Thậm chí mọi dữ liệu cận lâm sàng như xét nghiệm, chụp chiếu, siêu âm nội soi của bệnh nhân đều được cập nhật lên phần mềm quản lý bệnh viện. Bệnh nhân phải mang rất ít hồ sơ về, bệnh nhân cũng không phải cầm quá nhiều hồ sơ để lưu trữ đến. Thậm chí là bệnh nhân có thể quên không mang hồ sơ đi thì bác sĩ vẫn có thể xem ở trên máy được. Hoàn toàn để kiểm tra cái vấn đề đó thì bác sĩ xem ở trên máy được, có thể biết được là có những cái bệnh gì, đang sử dụng thuốc gì, kết quả của vài năm trước vẫn có, bác sĩ có thể xem là cái bệnh nhân này có thay đổi gì, phim X quang của những tháng trước thì nó có vấn đề gì. Mỗi ngày tại đây luôn tiếp nhận khoảng 1.700 đến 2.000 bệnh nhân đến khám, gần 900 giường nội trú hầu như luôn kín. Trước đây khi chưa ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh, bệnh viện này cũng không thoát khỏi tình trạng quá tải, đặc biệt vào đầu giờ sáng, đầu tuần ở khu khám bệnh, quầy thuốc và khu vực thanh toán. Nó giúp cho người bệnh hài lòng hơn rất nhiều, nó giúp cho nhân viên y tế rất nhiều. Tôi ví dụ một quy trình thanh toán không dùng tiền mặt, thì nếu quy trình thanh toán dùng tiền mặt thì một quy trình đấy gồm 24 bước. Nhưng khi dùng quy trình không thanh toán không dùng tiền mặt, nó còn 13 bước, bớt hẳn 11 bước. Trong đó những bước mà nhiều việc nhất, ví dụ cái bước đếm tiền, mà đếm tiền không phải đếm một lần đâu, đếm 4 lần ạ. Chỉ trong 4 năm, lượng bệnh nhân đến với viện đã tăng gấp đôi, trong khi số nhân viên y tế và bàn khám không đổi. Hiện hoạt động số hóa đã đáp ứng được 85% các quy trình vận hành trong bệnh viện này. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe đang là vấn đề được người dân ngày càng quan tâm, đặc biệt là sau COVID. Xuất phát từ nhu cầu đó, với mong muốn chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian, đơn vị đã cho ra đời các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu người dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Nhiều bệnh nhân nghèo vùng sâu vùng xa đã nhận được sự hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn ứng dụng khoa học quốc tế và doanh nhân Hà Văn Nam trong sử dụng miễn phí hoặc được hỗ trợ giá thành sản phẩm Smart A trong điều trị một số bệnh. Mong muốn được rằng cái sản phẩm này nó sẽ được lan tỏa không chỉ trong đất nước Việt Nam mình đâu, mà làm sao phải ra tất cả các nước trên thế giới. Đấy, để mọi người có được, người ta có được cái cơ hội vàng, nếu mà đặc biệt những bệnh tật, để người ta có thể là khắc phục cái thân bệnh của người ta ngày một khỏe hơn. Đối với lại trên cái nền tảng của các cái thảo dược quý của Việt Nam thì mà khi nghiên cứu thì hoạt hóa nó ra thì nó cho công dụng tốt hơn gấp hàng ngàn lần. Nước muối điện phân Smart A được tạo ra qua quá trình điện hóa chuyên sâu từ muối ăn tinh khiết natri clorua nồng độ 0,5% và được đưa qua hệ thống xử lý nghiêm ngặt để tạo ra thành phần cuối cùng. Với độ pH từ 7 cộng, nước muối điện phân chỉ đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt hàng ngày, nhưng nó lại có khả năng diệt khuẩn 99,9%, không gây hại tế bào mà còn giúp tái tạo tế bào, làm lành vết thương. Quy trình tạo ra một sản phẩm Smart A thì là Smart A hoàn toàn là từ sản phẩm từ
muối ăn 0,5% được sản xuất rất, trong một quy trình rất là nghiêm ngặt để tạo ra một sản phẩm Smart A. Thì nó là muối nên là trong quá trình sản xuất nó không được tác dụng kim loại. Với tầm nhìn và khát vọng đóng góp cho chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều cần có ý thức trong việc nghiên cứu và đưa ra giải pháp hiệu quả cho ra các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn, giá cả hợp lý và mang lại hiệu quả cho người tiêu dùng. Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.